chụp chị với anh Vũ luôn đi diễn ở hoài ngoại là có không? Ờ đúng rồi. Vậy hả chị? Mùng mấy chị đi diễn? Chưa, tháng 4 là. Bên Úc hơn. Bên hải ngoại không biết. Bên Úc Quang Nam Mỹ. Quang Nam là nhóm ve đến dọn đồ chưa chị? Câu này khó quá trời luôn. Có gì thì nói chung là anh em YouTube của mình quay thì cũng muốn là anh quen nó đến dọn đồ cho chị Loan là trống trải nhà cửa để buôn bán nữa. Ừ, mà bây giờ mình nói thẳng luôn, nếu mà chị quen thì dọn đồ dọn liền luôn, tại vì bây giờ nó quá dơ rồi. Đúng rồi, hiện tại nói là ngày Tết đó, gần Tết đó cả nhà, là nếu mà dọn được sạch sẽ nhà thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ. Nên cũng thăm cậu thôi chứ làm gì giờ trên đó. Hàng khoay sao mà hàng riêu được đúng không? Pha kê mà. Thì đây tục lệ từ xưa giờ cũng bà mình để lại cả nhà thôi ha. Cũng là cũng đốt thôi. Còn mong một năm mới, một năm được tốt đẹp. Cái này gọi là mọi người. Đưa ông bà hả chị? Ở lúc cây sủa quá rồi. 30 bước về hả chị? Đó, xưa gì cũng đi về. Cây sổ quá. Đây chị Loan đang vô lấy cái cây. À, chị Loan ra đốt cái tiền nhạc bạc để đưa ông bà ha cả nhà. Đất đai. Đất đai. Đất bà đẹp lắm rồi. 30 giờ thừa cả nhà. Nói chung là ngay tới cuối tháng và tới những ngày mùng của cả nhà đều có những cái buổi cúng như vậy ha. Cúng là cũng ông bà cũng cây gấp này là 800 triệu. Trời, cái gì vậy chàng? Của anh Thái Công. Đúng không chị Long? 890 triệu của anh Thái Công. Cái này để người ta làm gấp mồi chị Loan. Dạ đúng rồi. Cái vậy? Cây này để người ta nướng đồ ăn, người ta gấp đó mà. Cái cây này của các cô thì cũng mua lại cho nè, đó tại thấy đốt giá trị mà có cây dài dài. Cái cổ cho. Thì mơm đúng là che đưa chị Loan hết ha. Khỏe luôn. Khỏe luôn. Bữa nay chị Loan vui cũng vui theo chị Loan á. Chị Loan, em để ý hôm nay chị có son mới. Son dưỡng mà, tại bữa giờ mà. Trời ơi, nó hồng quá trời luôn. Sau này chị có bán không? Không. Không hả? Sếp bun bun bên kia là mình vẫn mở cái bình thường á chị Loan, có nhà máy đóng cửa chị. Nghỉ đi Tết á. 28. Dạ. Ủa chị Loan có tặng lịch Tết cho anh em YouTube rồi chị Loan. Nói thọ. Ta định hình tặng cho anh em đi. Thôi chứ. Thôi chị tặng cho anh em mới ngoài sau kìa có giấy 500 nha. Nó khó xài lắm đó, nó khó xài, khó xài. Cả nhà rồi. Đang chọc chị Loan cho vui nha. Để túi. Chị Loan ở bên shop buôn buôn đó, người ta kêu chị Loan để nắm hình của chị Loan cái buôn đó. Để người ta tìm dễ tìm. Mấy cô chú xung quanh đã nói vậy. Qua mấy buôn đó là anh có bạn gái đi chùa đi cùng với chị Loan nên anh bực. Ai được hết bực luôn, hiểu không? À, chứ không có vấn đề gì hết á. Nói chung thì nhà mình quay cũng hạn chế. Cái khói vậy. Ừ. Tết năm nay chắc chị Loan không đi chơi được ha, tại vì đi dính kịch hết 9 mùng rồi. Ở nhà không chị ha? Tết năm nay là chạy show hết đủ 9 mùng chị. Cười. Ủa chị, hình như hôm bữa em thấy có poster mà chụp chị với anh Vũ luôn đi diễn ở hoài ngoại là có không? Ờ đúng rồi. Vậy hả chị? Mùng mấy chị đi diễn? Tháng 4 là. À, tháng 4 là. Bên Úc hơn. Bên hải ngoại không biết. Bên Úc Quang Nam, Quang Nam là nhóm ve đến dọn đồ chưa chị? Câu này khó quá trời luôn. Này là do tàu. Có gì thì nói chung là anh em YouTube của mình quay thì cũng muốn là anh quen nó đến dọn đồ cho chị Loan là trống trải nhà cửa để buôn bán nữa. Ừ, mà bây giờ mình nói thẳng luôn, nếu mà chị quen thì dọn đồ dọn liền luôn, tại vì bây giờ nó quá dơ rồi. Đúng rồi, hiện tại mình nói là ngày Tết đó, gần Tết đó nha, là nếu mà dọn được sạch sẽ nhà thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ. Nếu bây giờ mà bên cô Sáu hay là quen qua đây nó mấy anh ơi
dọn giúp em đi, sẵn sàng dọn liền, không cần tốn luôn, mình đem qua giùm cho nó luôn. Thì bây giờ thì mình ở bên nào thì mình phải bên đó thôi. Bây giờ mình ở bên chị Loan thì mình cũng đồng hành cùng với chị Loan đúng không? Nói chung mà ve qua đây thì em hy sinh cổng dùng cái tủ lạnh em bỏ xe. Hết chị ơi. Nói chung là chăm đồng hành cùng với em. Em tin chị. Nói mẹ có gì được. Đưa cho cái gì cái nó bị lợ liền luôn. Cho nên vui tính ha. Chỗi hàng liền luôn. Coi hả? Không ai coi luôn á. Khó quá, bỏ quà. Khó quá. Ô, chị Loan ơi, vậy là mấy đứa nhỏ bị tin biết kem biết buôn là về nội chơi hết rồi hả chị? Là chơi lễ Tết luôn đấy về. Đâu chắc bữa nay hoặc ngày mai thì muốn lên. À. Thấy chị đăng cái hình buôn đi ăn sushi nhìn cưng quá ha. Trời ơi, khoái sushi lắm. Nghỉ học hết rồi, nghỉ học chữa rồi. Trường giờ nghỉ hết rồi. Dạ. Còn hành chính là làm tới ngày 27/28 là mới nghỉ hành chính. Dạ. Như là còn làm 2 ngày nữa đó. Tại vì đi làm bên đó biết mà. To. Dạ. Em thấy buôn thì như có cái cứu người phục đó chị Lo. Chị Loan cười. Hôm bữa là chị Loan nhấn mấy bu lên thảm đỏ bên sáng đèn đó. Thì biết. Dạ. Bây giờ là chị Loan là sáng đèn, còn bên kia là tắt đèn đó. Tối còn là sói chán. Nói chung là bây giờ bên kia là tắt đèn, có chỗ là bể đèn luôn rồi. Gió nó ngược, ngược gió quá cho nên vô chỗ Loan hết. Cho anh em mỗi người tạo đi. Ai dám lấy không? Đúng rồi đó, ai dám lấy. Chưa chọn về đi, chưa chọn về đi. Nguyên phục trong nhà. Cái nhà đó chị Loan đang họ mình giảng lấy cho chị ấy nè. Cả nhà thấy chị Loan đang cái gấp ghê không? Nó phải tắt hết đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Cho vui là nó đến dụng đồ không của anh em của tụi em là muốn nói vui nha cô chú anh chị, nhưng mà cũng nói vui mà cũng thật sự là muốn con dụng đồ thì là ta về quê hết nhiều rồi. Hôm nay dọn đồ trong vòng Tết này có nhà phải cho nhà của chị Loan có chia sẻ để Tết thường nó nói là dọn nhà Tết cả nhà. Thì nó không có nhiều ý nghĩa gì bình thường đó. Hôm nay một số anh em nói là khoe mình cái dọn đồ sẽ dọn dùng luôn, đem qua nhà dùng luôn, lấy những phòng khác này, những con dấu này hoặc là những cái gì đó mình không nên nó hết dùng cho nó luôn cả nhà ha. Chị Loan ơi, em thấy chị với chị Bùng Bùng với anh Thành Mỹ á thu những cái bài nhạc Tết á khi nào công chiếu chị? Dạ em đủ 8 phút rồi. Dạ. Vậy hả chị? Wow, hát chắc được 5 bài không chị? Em thấy là thu quá trời luôn á. Trời ơi, 3 bài là mừng cúng. Rồi sao mấy ba chị Loan?